Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố vừa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tùng, 40 tuổi, trú quận Thanh Khê, đang bán ma túy cho con nghiện tại một ngôi nhà trên đường Phan Tứ. Công an thu giữ trên người Tùng 7 gam ma túy đá. Mở rộng án, đơn vị tiến hành khám xét và phát hiện thêm 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, Công an quận Hải Châu bắt quả tang Lê Hà Quốc Bảo, 29 tuổi, trú quận Sơn Trà, đang bán ma túy cho một con nghiện. Vật chứng thu giữ trên người Bảo là 8 gói ma túy đá. Tiếp tục mở rộng chuyên án, tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Lê Duẩn, Công an quận Hải Châu đã bắt quả tang Đào Thị Hàn My, 27 tuổi, và chồng là Nguyễn Văn Nhân, 33 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, đang tàng trữ 100 gam ma túy tổng hợp dạng hàng đá. Trước đó, tổ C2911 Công an thành phố đã bắt quả tang Hồ Tấn Đại Nghĩa, 28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, đang cất giấu một gói thuốc lá, bên trong có chứa 7 viên thuốc lắc cùng ketamin. Nghĩa khai nhận mua số ma túy này vào Quảng Nam sử dụng với bạn bè.